Cho đi xe máy đi không chịu Mày đặt sẵn sàng cái taxi đi Rồi giờ đi về đi bộ gần chết luôn vậy Bực mình à Ê ừ. Đi đâu vậy Đi ra đây ngồi ừ. Ông cười lên cái coi Làm gì mà mặt Y như người mất hồn vậy Hồi nãy ông thấy mắc cười hả <cười> Công nhận luôn á nha Lâu lắm rồi luôn á Tôi mới coi được một cái bộ phim mà vừa tình cảm mà hài hước đến vậy luôn á <laughs> Sao làm gì mà ông căng dữ không Không phải đây là kết quả mỹ mãn mà ông mong muốn hả Bê em đi Diệp vẫn chưa về Không biết giờ này Diệp đang ở đâu Yên tâm Chắc giờ này là bà đang tung tăng đi bắt một con cá khác rồi Sao bà ác quá vậy Giờ này mà còn mỉa mai Diệp nữa Không thấy Diệp đáng thương hả Cái gì đáng thương hả có trái tim á mà để lộn chỗ như ông á mới mới là đáng thương á ông nghĩ đi bả không đẹp, không học hành, không siêng năng, mà mày đặt trèo cao phải cho nó té dài lần như vậy nó mới đau nó mới sợ. gì <laughs> à. vậy bây giờ cái thể loại mà chuyên gia rình rập, nghe lén, tập mạch chuyện người khác thì phải xử sao? Phải xử sao cho tỉnh người ra hả? Dịp, dịp nghe tôi nói nè, bữa nay á thật sự là. Là cái gì? Ủa? Mấy người muốn nói là Mấy người thấy tôi té ngựa như vậy Đau đớn quá mấy người vui lắm phải không Hả hê lắm phải không Thỏa mãn lắm phải không Sao mấy người ác dữ vậy Bữa nay không phải là tôi có ý rình rập gì đâu Chẳng qua là tôi sợ dịp gặp nguy hiểm Dịp Tốt quá Tốt quá Bạn bè tốt quá là tốt Vậy giờ làm sao Tôi phải đứng khóc ròng để tôi cảm động phải không Cảm động vì hai người đã giúp tôi một cú té ngựa đau như vậy đúng không Tôi nói với ông rồi Bà không có biết tấm lòng tốt của ông đâu thất bại, quê lắm phải không? Bởi vậy về đây mới hét ra lửa. Thôi bà im đi. chăm dầu vô lửa hoài vậy. Đã có can đảm tuyên bố là đi cư đại gia thì biết chắc là người ta sẽ cười với mặt mình. Đừng nghe lời bả. Bà. bà nói tìm bậy tìm bả, đừng nghe lời bả Diệp. Thật ra mọi người chỉ lo cho Diệp, sợ Diệp gặp nguy hiểm. Bữa nay là anh đang dặn tôi phải đi coi chừng Diệp. Cái gì? Anh đang kêu tôi tới để coi chừng Diệp. Diệp Diệp. làm được nữa hả ngồi vậy nói chuyện với tôi coi ngồi vậy lẹ lên ngồi vậy ngồi vậy lẹ lên Ê, cô im đi tôi nhức đầu lắm rồi đó nhức đầu nhức đầu cái gì hôm nay tôi mà không làm ra ngô ra khoa chuyện này á tôi không phải lo người đâu tôi làm gì anh hả tôi làm gì anh mà anh kêu hai đứa kia theo dõi tôi anh ghen ăn tức ở với tôi hả cô điên quá rồi đó ừ đúng rồi tôi bị điên á tôi bị điên nên tôi mới chơi với anh á tôi bị điên bây giờ tôi mới ngồi gào tôi phát lên vậy nè mà nếu tôi điên á anh kêu hai đứa kia theo dõi tôi làm gì hả hả Dù cô hôn sao rồi Thất bại rồi đúng không Cho nên mới về đây la ầm ĩ vậy nè Tại anh hết á Tại anh mà bây giờ à, Tôi 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 bị mất mặt với hai cái đứa dở hơi kia Bây giờ làm sao tôi ngẩng mặt lên nhìn đời được hả Thì đời nó cũng không cần cô ngẩng mặt lên đâu Ê Lần đầu ra quân Mà tôi bị thất bại thảm hại như vậy Rồi tôi làm thành trò cười cho hai cái đứa khùng kia Mà giờ tôi ngồi đây á anh còn sốc xỉa tôi nữa. Anh có phải là con người không vậy? Giờ cô đang làm tôi muốn điên đầu lên nè. Rồi bây giờ tôi hả? Tôi đang bật mình tôi à. muốn quýnh ai luôn nè. Tưởng đang thăng thiến dù dù. Gái đẹp dây quanh. Quýnh quýnh gì? Toàn là giả tạo không? Giờ cô muốn đi giải xui không? Đi với tôi. À. Oh. Hey. xây uh, cho quên trời quên đất luôn càng tốt ừ xỉn đi lúc đó hả coi coi uh. ai trả tiền ai khiêng anh về uh. trời ơi tôi tưởng cô đang hận đời lắm chứ ai về đầu óc vẫn còn tỉnh táo để tính ba cái chuyện đó ừ uh. uh. Tôi hận lắm á rồi sao Làm được gì Đúng không Không lẽ bây giờ tôi Sách trao Sách bố đi kiếm người ta ừ. Nghĩ mà nản ừ. Cứ tưởng đường về quê mẹ thênh thang lắm ừ. Ừ. ai ai <laughs> Vô <Yo>. ừ. <laughs> à, à. à. Trời ơi sao mà tí ghê quá vậy Nấu nó quá ngon như tôi tưởng tượng vậy vậy ghê quá à. uống không được á thì đừng có uống hiểu không không phải uống đời tôi hả à, có mấy khi được mất mặt như bữa nay vô đây vô vô ừ. ừ. à. 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 à còn anh thì sao hả có chuyện gì nói nghe chơi coi bữa nay có thằng nói vô mặt tôi á là núp váy đàn bà thì ra lâu nay á tôi cứ tưởng là tôi đi bằng đôi chân của mình tôi cũng chỉ là một cái thằng đi dựa hơi của người khác thôi buồn quá vô à, giúp cho hai double ha. À. Ừ. 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 Anh nói coi. Anh nói tôi nghe coi, có phải là cái thành phố này bây giờ không có chỗ dung thân cho tôi không? Nè nha. Lúc mà tôi ở nhà, muốn cái gì cũng dễ dàng. Tôi đi đến đâu cũng giống như là à, tôi tôi cũng trở thành một trung tâm của vũ trụ. À. Mà... Còn lên đây Lên đây hả Giống như là Chả ai coi tôi ra lạ gì Ai nhìn tôi cũng giống như là Khinh bỉ tôi lắm ừ. Ừ. Tôi thầy ừ. Tôi thầy Ai làm ừ, chứng được nha rồi. Tôi thầy hả là tôi phải Tôi phải thành công Tôi phải thành công cho mấy người đó lát mắt chơi ừ. Ừ. Tôi sẽ tìm một thằng đại gia gấp một tỷ lần cái thằng cha đó cho người ta biết thế nào tôi vậy em đã tôi tìm được đúng không hmm. Hmm. còn anh nữa không việc gì phải buồn đúng không có là nhất định có ngại anh sẽ thành công nâng ly dạ yeah. yeah. biết đâu yeah. hả lúc đó anh thành đại gia không chừng xong rồi tôi cua anh thì sao <laughs> <laughs> à, Dịp Gì vậy Gì mà lắc lư dữ vậy Xỉn rồi hả Không xỉn gì Đây là ơi xỉn đôi. chắc luôn rồi nè Ờ à. à. Nào mời cùng lên rồi. à, Cho à, à. đi Cho ừ. đi lên trời. À, Đi lên coi à, Đi cái gì đây. mà kỳ vậy à, Đứng thẳng lên à, à, Trời ơi Làm ơn đứng thẳng lên cái coi à, Trời ơi nhậu đã rồi còn khóc nữa trời à. À, 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 Trời ơi Vô đây Dạ nè Dạ Trời ơi chịu hết nổi rồi uh. Tao đi về Không đi về đâu Đi về Không đi về đâu Tôi nói đi về thì đi về dùm đi Không đi về đâu mà Không đi về Là... đâu <laughs> Không mà Không đi về em đâu Em coi Tao bầu quay đi về đâu mà à, à, à. bấm vô đây nè bấm vô này nè nó mới chạy đúng rồi đúng rồi bấm mạnh vô bấm mạnh vô có ừ. về đâu ủa diệp anh đăng ủa diệp sao vậy anh đăng nhậu xỉn rồi em Trời đất ơi, mày đặt bắt trước ba cái phim Hàn Quốc đó Tức giận lên cái đi nhậu nhẹt sai xỉn, nhảm nhí Việt, ừ. chuyện này là sao vậy? Thì em nghe lời em tới đó Rồi xong em thấy ông đó có đề nghị với <laughs> Diệp á Trời ơi, tưởng gì? Có người tưởng bở, tưởng là người ta yêu mình ai ngờ người ta đề nghị làm nhận làm con nuôi <laughs> biết ngay mà làm gì có ba cái chuyện yêu đương mà kêu nhau bằng chú cháu cô vừa phải thôi nha đã không giúp được gì á thì đừng có nói ra nó vô nữa <laughs> diệp 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 rồi ông đăng này sao tôi nói đúng mà phong diệp đúng gì tôi nói bà không nghe còn đúng gì nữa trả tôi, đi tôi mượn mà không. Trời đất ơi con trai trong khu trọ này riết rồi bị dĩ trơn rồi à, đầu quá Xịn quá gì vậy Nhức đầu quá Sao anh không đưa tôi về nhà mà anh đưa Thôi tôi ra biển Thôi cô cũng sớm điểm. đi Trời ơi, mà sao trên đầu tôi sao không vậy nè trời. À. À. em sao vậy nước tràn rồi kìa à, em xin lỗi em có để ý có phải em đang nghĩ chuyện thằng đăng không em biết tính con mình mà từ trước đến giờ nó mà cảm giác dựa dẫm vào ai ấy, là nó thấy như bị tát vô mặt ấy. thật ra quan điểm như vậy cũng không sai lầm không phải cứ quan hệ giúp đỡ nhau là không tốt nhiều khi người ta phải biết tận dụng ưu thế của mình để hoàn thành việc lớn chứ không bao giờ chấp nhận những chuyện nhỏ nhưng mà em thấy con nó thất vọng cũng đúng Nó đang muốn tự lập Nó nghĩ là nó tự phấn đấu được Cuối cùng lại có sự sắp xếp Mà sự sắp xếp đó lại từ con Vi nữa Thôi em cứ an e ủi nó Đến giờ phút này mà nó chui sinh nghỉ việc là được rồi Anh nghĩ là nó đã biết gạt bỏ mọi chuyện nhỏ Để lấy việc lớn làm trọng rồi đó Em nghĩ chỉ là vấn đề thời gian thôi Chứ nó mà biết mình nhúng tay vô á Thì Thôi được rồi Ít ra mình đã dặn con Vi Chắc nó không nói đâu Thôi Chị tới đâu thì hãy tới đó đi em Em biết rồi Anh coi chuẩn bị đi làm đi Trễ rồi Ờ à. Ừ. Phía ở đây là tiền. Tì... Ờ. À. Có ai gửi gì cho tôi không vậy? Dạ có. À, cảm ơn <laughs> à, Chào chàng trai Sao Chiều qua cũng sống đầu đời chưa Vượt qua hay không liên quan gì tới anh Thầy em thấy không Anh đơn cần hỏi han cậu ta như vậy Vậy mà cậu ta lại à, Làm người tốt bao giờ cũng vậy Khó khăn <laughs> <laughs> dạ thưa giám đốc ạ, à. dạ em không ngờ cậu ấy lại là con trai người bạn của anh, em cũng hết sức tạo điều kiện, chuyện vừa qua cũng có chút ngoài ý muốn, dạ em sẽ động viên cậu ấy ạ, à. dạ anh cứ yên tâm, à, thì ra dù cái thằng nhóc này cũng to dữ, mới giao. có chuyện gì sao dạ em xin nghĩ là tôi tôn trọng quyết định của mọi nhân viên tuy nhiên tôi cũng nhắc cậu nhớ một điều này nơi làm việc không có chỗ dành cho tự ái tất cả là vì hiệu quả công việc đó chính là cái người ta nhìn vào mình còn nếu để thỏa mãn cái tôi không ai đụng tới thì có thể cậu đi xin việc tới già đó tôi chỉ nói như vậy thôi còn lại cứ đúng theo quy trình mà xử lý cậu nộp đơn trước một tháng và bàn giao xử lý hết công việc hiện tại tính ra thì cũng phải đến hết thời gian hoàn thành dự án này ủa vậy là em chưa nghĩ liền được hả anh hợp đồng lao động đã ghi rõ rồi không lẽ cậu muốn đền dạ dạ em hiểu rồi anh em sẽ hoàn thành xong dự án một cách nghiêm túc ừ xin phép anh nè 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 bất cứ khi nào suy nghĩ lại thì em có thể nói với tôi. Tôi và em đều ý thức một điều rằng, nghĩa là không phải em không có khả năng. Em cảm ơn anh. Ừ. Nè, chiều về đi ăn cơm với anh nha. Thôi mệt quá à, đi làm đi. <laughs> làm gì cả Tôi tưởng người của ô có vụ như cậu thì Chỉ ngồi trung đùi chờ lãnh lương thôi chứ Giờ làm việc Tôi làm công ăn lương Không lẽ anh là người đứng đầu dự án Anh muốn mọi người ngồi chơi xe nước lắm đúng không Đâu có <laughs> Tại vì cậu là người đặc biệt Tôi chỉ sợ là Lại có thất thố gì thì không tốt <laughs> thôi lên tinh thần làm việc đi cống hiến cho tập thể hả làm việc đi <laughs> làm việc đi làm việc đi Anh Đăng Có chuyện gì vậy? Anh có thể dành cho em một chút thời gian được không? Em muốn nói chuyện với anh Tiếc quá, bữa nay anh bận rồi Để bữa khác nha em à... Em dậy chưa? Hết đau đầu chưa? Hả? Ờ, à. ngoan Bây giờ thay đồ đi, rồi anh về chờ em đi ăn Ừ em thấy đó anh bận mà anh đăng anh đăng à anh đăng ủa mình có nghe lộn không vậy sao tự nhiên xưng anh em với mình ngọt xớt vậy nhức đầu quá vậy ta ai ạ thôi việc đây Dịp tỉnh chưa? Tôi nấu cháo cho Dịp nè. Sao Dịp nhìn tôi dữ vậy? Tôi nhớ rồi nghe chưa? Hôm qua ông với bà kia, ông với <laughs> bà kia, hả? Hai người làm như tôi, nhớ dạ. chưa hả? Coi như là tôi chưa nhìn thấy gì, tôi không nghe thấy gì đi. Cái nỗi nhục của Dịp của Nương này bây giờ đem ra sông Sài Gòn rửa không hết đâu nghe chưa? Đứng lên đi về lập tức, đứng lên, đi về. Ừ. Từ nay về sau cấm dép mặt ra đây nghe chưa? Đi về, đứng lên, đi về, đi về. Nhìn lên, đi về, nhìn lên, tôi chậu một cái bây giờ cầm cháo đi về luôn nhanh lên đi về dịp ăn miếng cháo gì? đi về tôi chọn bây giờ nhanh lên đi về ê ừ. đi đâu á <laughs> đem cháo qua cho người đẹp hả trời nó đâu có biết trân trọng tình cảm của ông đâu Ông mất công làm cho nó ăn làm gì Cho tôi ăn thì được Không Có đổ cũng tới lượt bà Trời. Nói chuyện kiểu gì vậy Lỗi tại bà chứ tại ai Làm gì tại tôi Tự nhiên đang yên đang lành Cười hô hố ha ha lên Dịp phát hiện Giờ dịp giận tôi Không thèm nói chuyện với tôi luôn kìa ừ. Thì từ đó giờ nó cũng đâu có thèm nói chuyện với ông đâu Thì hồi xưa nó coi ông như củ khoai củ sắn Giờ nó coi ông như củ sắn, củ khoai Có gì đâu buồn Ê, cháu ngon quá vậy Để tôi ăn giùm cho Ê, trả tôi trả, trả, trả cho tôi, tôi Cảm ơn ông Trả đây, tôi Ồ, còn đó. dám ăn nữa mà Trả đây ai ạ tôi đang đây giờ đây sao khỏe chưa tôi thề luôn á là lần sau tôi không dính vô một giọt bia rượu nào hết bây giờ cái đầu tôi nó nhảy tưng 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 luôn nè đã vậy hồi nãy anh nói gì á nghe mà phải động não khùng Đi chơi không? Đi chơi hả? Ừ Bộ bữa nay anh tính trốn làm luôn hay sao? Không muốn đi làm gì hết nữa Muốn đi chơi mà không tốn tiền á Thì vậy mau Đợi một chút thay đồ đã ừ. công nhận Bà Diệp mặt bà dày thiệt chứ Mới chuyện ngày hôm qua Tôi tưởng là bà phải nhục như con cá nục Không dám ngước mặt lên nhìn đời Ai ngờ Bữa nay bà nhảy qua bác cua ông Đăng Hay Sao Diệp không nhảy qua cua tôi ta ừ. Ông đừng có mơ Con gái á, là không có thích mấy cái người Mà lụy tình giống như ông đâu Ông lơ nó đi Ông có nghe ông bà xưa mình dạy cái câu Cái câu theo tình tình chạy chạy tình tình theo ông ông á là bây giờ tôi nói thiệt với ông á là ông phải bơ bởi đi chạy mới đi tự động bả chạy theo ông có khi nào tôi chạy dịp rồi dịp chạy mặt tôi luôn không khùng quá à ông bà xưa đã dạy là không bao giờ sai hiểu không mai mốt á ông mà muốn à, à, đem cháo nè mì nè hay là đồ ăn thức uống gì đem qua cho dịp á đừng đem cho nó đem cho tôi tự động nó thấy nó tức quá rồi nó để ý tới ông hiểu không

ơi người thì đêm đêm sương phố đất trời ơi người thì lo những phút những giây ý, người thì vô tư tung tăng dù đêm hay là ngày <laughs> ước gì tôi có điều tôi mong đường dài tôi đã đi vậy trở về không cần vật chất ngày trôi qua chỉ mong có tình yêu thương đó mà mong rằng ta sẽ một ngày qua đây chẳng cần lời nói xuống để thờ bắt qua này mang tình yêu đến phủ đầy nhân gian vì màn chết kia chỉ là hư vô Dù có thế nào đi nữa Anh cũng không có thể thảm bằng tôi đâu Sao cô biết Sao không biết Cho dù tôi có ngu dốt hay lố bịch Tức cỡ nào Tôi vẫn có hai chữ là lòng tự trọng Dù tôi biết là Tôi trong chuyện này Không có đổ lỗi cho ai được hết <laughs> Lâu lắm rồi mới nghe một cô nói lòng lỗ tai đó À Mà lòng tự trọng thì Không thể nào mài răng được Mà nhiều lúc nó làm cho mình mệt mỏi lắm Còn đại gia nhận cô làm con nuôi sao rồi tôi thấy làm con nuôi á cũng tốt mà vừa có tiền vừa có danh vọng quá ổn luôn anh kỳ cục quá à tự nhiên có máu mủ gì đâu mà làm con với cái thí dụ nha tôi mà làm đứa con nít mà đóng biển rồi chạy lon to lon to trong nhà trẻ thì đã đành đằng này tôi vận hành hết bao nhiêu công lực tôi hả tôi ứng dụng biết bao nhiêu chiêu trò quyến rũ cuối cùng ổng nói tôi làm sao ổng muốn nhận tôi làm con nuôi anh coi giống như tát như mặt tôi một cái rồi còn gì nữa <laughs> Việc ổng uh, nhận cô làm con nuôi á, là ổng trân trọng cô Còn nếu mà ổng không trân trọng cô á Thì ổng kêu cô làm nhân tình ừ. đó, Hiểu không? Tôi thèm chắc Của tôi không cha không mẹ hay sao mà phải nhận nuôi với nó hmm. Vậy giờ cô tính sao? Hmm. Thì Thì phải tìm cái gì đó làm Trong lúc đó là dẫn dò quét ra đa Coi coi có con cá bự nào cắn câu không? Còn anh, anh sao? Thôi mệt quá à. Anh ức, mà anh ức gì cái gì? Bây giờ thí dụ như là không phải là cái bà xinh đẹp đó mà là một người khác, thì anh có tức không? Tôi thì, uh, tôi muốn đứng bằng đôi chân của mình, không cần phải giúp mình hết. Nhưng mà riêng cái bà đó càng dự vô là anh càng tức gấp đôi đúng không? Ý anh có cảm giác giống như là anh trở thành người thất bại, phải không? Vớ vẩn Tóm lại là vì anh cũng thích chị Cho nên hả khi mà anh thanh kém cỏi hơn Anh chịu cũng được hả? Nói gì xàm xàm không à Vớ vẩn Còn chối nữa Thôi thoải mái chút đi Tôi nghĩ hả Là người ta cũng muốn giúp anh thôi à Chứ trong chuyện này nè Bà có lợi lộc gì đâu mà anh thấy tôi nói đúng không nếu vụ này không lộ ra thì rõ ràng á bả luôn âm thầm giúp anh có cần anh đền ôm hay báo đáp gì đâu tự nhiên bây giờ anh sừng sộ đến với người ta như vậy khác nào làm ơn mất quán tội nghiệp đó quá à, à anh đăng <laughs> cảm ơn em nha thôi làm lành đi suy nghĩ làm chi cho nó nhức đầu tôi cũng quyết định là bây giờ dứt dứt hết dư luận lẽ gì đâu đúng không quan trọng là mình nè ờ, Diệp, trả đây con tôi giải trả thì chết cho anh giờ anh còn Trời đòi ơi, với tôi nữa trả cái kem đi người yêu trả đây. người yêu cơ. ăn uống cái gì ra yeah. ừ sao em tới đây ừ em đợi anh em tới lâu chưa cũng không lâu lắm em chỉ sợ là anh không muốn nói chuyện với em thôi ừ ở đây nói chuyện không tiện lắm hay mình ra quán cà phê nha ừ em xin lỗi thực ra thì em không nghĩ sai như vậy đâu em chỉ muốn giúp đỡ anh cho thuận lợi hơn thôi không ngờ em lại lại làm anh giận như vậy đâu có gì đâu em với lại anh đã suy nghĩ rồi tất cả là do anh kém cỏi quá anh mà nói như vậy em cảm thấy áy náy lắm lỗi là do em tất cả em xin lỗi anh không sao đâu em với lại bây giờ mọi chuyện nó đã không quan trọng nữa tại vì uh, anh đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi anh à lại do em do em phải không anh không phải đó là do lựa chọn của anh thôi không biết là việc làm của em làm cho anh khó chịu như vậy em hứa là sẽ không làm phiền anh nữa vi em đừng có suy nghĩ vậy nữa với lại anh chưa nghĩ làm liền mà ôi trời trời coi bộ trời sắp mưa to lắm rồi nè, Ê, chắc bây giờ cặp đôi sống thần bảo biển kia đi chơi với nhau, mắc mưa nữa như trong phim đúng là lãng mạn. Mà ngồi nghĩ lại thấy cũng tội mình á hả? Đến nỗi mà người ngồi ngắm mưa ngồi chung với mình còn không có nữa. ờ à mà thôi đi mệt ghê, tỉnh táo lại. Bây giờ phải xác định lại à, Cái sứ mệnh của mình là cái gì? Là phải tìm được đại gia nào cho nó ra ngô ra khoai à. À. Con cầu trời cầu Phật thực hiện cho con một ước mơ nhỏ xíu 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 của con Là làm sao mà cho con tìm được một đại gia cỡ bự luôn á ừ. Ví dụ mà à, đẹp trai rồi theo học giỏi nó càng tốt nha mà quan trọng là vừa nhìn con một phát thôi là yếu liền lập tức luôn nha <laughs> nếu mà được vậy á uh, trời phật chứng giám làm ơn ok dùm con một cái là cho mưa lớn thiệt là lớn luôn nha con cầu trời cầu phật cho mưa lớn lên sấm chớp là lớn lên mưa lớn lên mưa lớn mưa lớn rồi thế là coi như là ông trời đồng ý với con rồi nha yeah. em có bị ướt không dạ ướt ừ, chút xíu thôi à không sao em có bị ướt không ừm à, chút xíu thôi không sao đâu mình tranh thủ về sớm đi em đem trúng mưa là bệnh đó anh à, mình đến đây chút xíu nữa nha sao vậy em à anh còn nhớ không hồi lúc anh còn nhỏ đó anh rất thích tắm mưa mỗi lần mà trời mưa hả anh qua nhà em rủ em tắm mưa chung với anh đó thích ghê á bây giờ tiếc quá à. lớn rồi đâu có tắm mưa nữa đâu <laughs> không biết mưa bao giờ mới tạnh nữa Ừ. Đại gia thì có thể lọt được, chứ làm nhân viên bán hàng vậy, không lẽ mình không làm nổi? Ừ. Trời luôn, giá. Yeah chào chị à chào em em mua hàng hả hên cho em đến nha shop chị mới có đồ về nhiều lắm đó dạ em đến ứng tuyển làm nhân viên bán hàng hả chị ờ à, vậy em có giấy tờ tùy thân không ờ à, em chỉ có chứng minh nhân dân thôi à ờ à. tại vì em mới tốt nghiệp lớp 12 rồi lên sài gòn tìm việc làm luôn rồi vậy uh, cho chị xem đi dạ ờ à, vậy em làm thử một buổi nghe dạ ừ. Ừ. Diệp. Diệp ơi. Trời ơi, Diệp có phải Diệp không? Trời ơi. Hả? Gặp Diệp hết, mừng quá Diệp ơi. Diệp. À, à bạn mới gọi mình là gì? Diệp. Ờ à, mình đâu phải Diệp đâu. Ủa? Tên Diệp mà Diệp không nhớ hả? Cường nè, nhớ không? Trời hả? đất ơi. Đừng có nói là giống trong phim nha. Đừng có nói là Diệp ờ. bị tai nạn mất trí nhớ rồi nha. Ờ Diệp. Hèn chi Diệp không có nhớ được về nhà. Diệp có biết là ba má Diệp kiếm Diệp nhiều lắm à... không? Sao vậy Diệp? Bạn ơi, Hả? mình 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 không phải Diệp mà mình cũng không có quen bạn. Diệp Diệp cứ nhớ là là ngày xưa hai đứa mình yêu nhau thấm thiết lắm ừ. không? Diệp đừng có lợi dụng hoàn cảnh vậy mà nói hồi xưa tôi yêu ông nha. Phùng Diệp có nhớ à... không Diệp? Bạn ơi, hôm bạn đừng có đụng tay đụng chân với mình nữa. Mình Diệp. Không có quen bạn mà bạn cứ vậy là mình sợ lắm cho dù dịp có mất trí nhớ nhưng mà con thề con sẽ đưa dịp về nhà đưa dịp tái qua nhập xã hội tại mắc cười quá ha tại làm giống như là tôi bị đi cải tạo xã hội không bằng á tôi nói thiệt tôi muốn quen bạn mà tôi cũng không phải là dịp nữa kỳ vậy ta đúng nhan sắc này đúng giọng nói này mà có gì đâu lạ trên đời này hả người giống người là chuyện bình thường mà ừ vậy thôi thằng hữu á hồi xưa á học chung với mình á nó mới lấy vợ á ừ, thiệt không trời ơi cái thằng quỷ nó thấy ghê vậy mà cũng lấy được vợ nữa hả con nào xấu số vậy à, à, đúng là diệp rồi à, diệp ơi diệp à, à, diệp diệp à, diệp à, diệp à, diệp, à, diệp, à, diệp à, bà, không phải diệp à, nè à, diệp, à, diệp à, không phải à, diệp à, không phải diệp nè diệp ba má diệp trong việc đó đó Diệp, yep. cường thích chị thiệt mà Diệp yep ơi, đâu rồi? Diệp yep. Diệp yep ơi, Diệp yep đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Con gái sao chạy nhanh dữ vậy? dịp ơi dịp dịp ơi dịp ơi dịp à. Trời, ơi, đổ hết của tôi rồi. Thiệt tình á. Trời ơi, đi đứng cái kiểu gì vậy? Chết tôi rồi. Thư khoai của tôi hết rồi. Tại cái này chị tự lao với người em mà. Cái gì? Còn đó thừa nữa hả? Em xin lỗi chị, em có cố ý. Nhưng mà em không có tiền đền. Trời ơi, vậy tôi thì sao? Hư đồ của tôi hết rồi nè. Cô kêu người nhà của cô lên đi. À, 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 dạ. À. Ừ, chị ơi, người nhà em bận hết rồi cô kêu người này không được thì cô kêu người khác lẹ đi tôi phải về lo cho mấy đứa nhỏ nữa nhưng mà em à... kìa có điện thoại kìa cô kêu người nhà lại đây đi hư đổ tôi hết trơn rồi nè alo ông hả um, ông tới giúp em cái này chút xíu được không trong cuộc họp trước chúng ta đã thống nhất lựa chọn phương án phát triển của cậu quan tuy nhiên trong thời gian qua ban lãnh đạo đã hội ý lại và thấy rằng phương án của cậu Đăng và cậu Quang bổ khuyết cho nhau rất lớn. Sau khi cân nhắc, chúng tôi đã quyết định sẽ tiến hành song song hai phương án. Hy vọng sẽ cải thiện tình hình tiêu thụ trong thời gian sớm nhất. Như vậy, cậu Quang và cậu Đăng, mỗi người sẽ phát triển mảng đề xuất của mình. Hy vọng ưu điểm của từng mảng sẽ được thể hiện rõ. Và chúng ta sẽ tận dụng triệt để. Đăng, em thấy sao? Dạ, em sẽ hoàn thành công việc theo sự phân công của công ty Ờ à. Tốt Có ai còn ý kiến gì nữa không? Nếu không chúng ta nghỉ tại đây dù dùng mối quan hệ gì đi nữa tôi bắt đầu nể cậu dần rồi đó nhưng cậu nên nhớ đường xa mới biết ngựa hay đừng đặt ý rồi tôi cũng muốn nói với anh chuyện đó cứ xem hiệu suất công việc đi chị cho tôi gửi dạ cảm ơn ông trời ơi có ba má vào vậy mà không chịu gọi sớm thôi tôi đi nha ừ. sao dạo này không thấy con qua làm mẫu ừ cảm ơn cô chú đó giúp con nhưng mà con có gì con phải đi rồi con xin phép gì bà à cho chúng tôi hỏi chút chuyện Mấy lần rồi gọi cháu sao không được Thôi mình đi ăn chút gì nha Cô cũng đói bụng rồi Dạ ừ. thôi con phải về bạn có đó đợi rồi Thì cháu cứ gọi về cho bạn đi rồi mình đi ăn Nhưng ừ. mà thật sự là Cháu có vấn đề gì đó đúng không Sao không nói cho cô biết Nhưng mà tại sao cô với chú ừ. <laughs> Bây giờ cô với chú là một rồi. Mai mốt đó. nếu mà cho có chuyện gì gọi chú Nghĩa không được thì cứ gọi cho cô. Ừ, chuyện hồi trước giờ nghĩ lại con thấy xấu hổ quá. Con không biết là chú thích cô. Ừ. Thôi con cảm ơn cô chú đã giúp con. Nhưng mà bây giờ con phải vô làm rồi. Chúc cô chú hạnh phúc. Con xin phép. Nhưng mà Diệp à Diệp Thôi để cô bé đi đi Nếu cô bé đã không muốn gặp rồi thì Mình đừng ép nữa